Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ, một trong những trung tâm làm đẹp lớn và uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc tại trung tâm quận Nhất, được thiết kế theo tiêu chuẩn bệnh viện thẩm mỹ quốc tế với những trang thiết bị hiện đại, luôn đi đầu trong việc áp dụng những phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến nhất hiện nay.